Để anh em bây giờ Minh Châu sẽ test cái dòng Kinwell giá mềm, anh em có thể sử dụng dùng hàng mic nha, rất là đã luôn, hàng mic được, hàng que được này. Đó mọi người thấy không, Minh Châu vừa test xong cái dòng hàng mic, vừa hàng mic được mà vừa hàng que được của thương hiệu Kinwell là của anh chị. Còn máy của chúng ta nhìn gọn nhẹ nhưng mà sử dụng rất là hiệu quả anh em ha. Dùng mic này, ở đây nó có cái bánh xe thì anh em có thể tháo ở đây ra, thì mình có thể đổi sang là 0.8 và 1 chấm đều được hết nha. Đây nó có hai mặt nha anh em, bánh xe này mình có thể trợ mặt nha, một mặt là 0.8 và một mặt là 1 chấm, anh em có thể xài được dây 0.8 và 1 chấm luôn. Ở trên máy thì dòng này là không dùng khí anh em ha. Ba chức năng, đây là MMA là hàng que này, khi anh em nhấn ở đây nó sẽ hiển thị ở đây là hàng que, hàng 0.8, 1 chấm, đây là núm chỉnh dòng ha. Anh em có thể vặn núm này nó sẽ điều chỉnh vừa tự động lên dây luôn mọi người ạ. Dây chạy nhanh chạy chậm nó sẽ tự động ở đây luôn. Anh em rất là dễ dàng khi hàng luôn. Đó, núm kết nối thì Minh Châu cũng đã kết nối sẵn một súng như vậy nha, để cho anh em thấy. Và vừa test xong thì anh em thấy là khả năng hàng cực kỳ đỉnh luôn của cái dòng hàng mic này ha, của Kinwell, anh em thấy tuyệt vời không? Quá đà luôn anh em. Một máy như vậy nó kèm theo chúng ta một súng hàng. Đây, nó có một súng hàng và một kẹp mát được kèm theo, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn. Bảo hành chúng ta là 12 tháng. Dòng này là có hàng được cả hàng que và hàng mic, nhưng mà máy là không có kèm theo kìm hàng que cho anh em nha, chỉ có súng, kìm kẹp mát thôi. Được kèm theo một cuộn dây hàng như thế này để anh em có thể sử dụng ha. Một cuộn dây hàng 1 ký nha. Bình thường thì những cuộn nửa ký thì nó khoảng tầm 80-90 ngàn thôi anh em ạ ha. Nhưng mà cuộn 1 ký thì anh em có thể thoải mái sử dụng luôn. Cuộn 1 ký này và phiếu bảo hành có đầy đủ như thế này, được bảo hành 12 tháng của công ty nhá. Hàng chính hãng luôn để anh em yên tâm khi sử dụng. Giá bán hôm nay ở máy xưởng Minh Châu là rẻ cho anh em sử dụng luôn, 1.650.000 mà được miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em, và tặng kèm cho anh em thêm một cái kìm hàng que để anh em sử dụng luôn. Có nhu cầu thì nhắn tay nhá, tại vì kìm hàng que là Minh Châu tặng trong cái lô này thôi, như lô sau là công ty không có thì Minh Châu cũng không có nha, nên anh em nhắn tay ủng hộ Minh Châu ha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.